Trong hội sớ nói, chỉ quán vô ngại, cố danh giải thoát. Chỉ là buông bỏ, quán là nhìn thấu. Chỉ quán không có chướng ngại. Không những không có chướng ngại, như đoạn trước đã nói đến thủy hỏa ký này, nó tương chuyển tương thành. Chỉ giúp đỡ quán, quán là giúp đỡ chỉ, giúp đỡ lẫn nhau. Đây là giải thoát. Lại nói niệm Phật tam muội có thể từ được tất cả phiền não, có thể giải thoát sanh tử, nên gọi thanh tịnh giải thoát tam muội. Trong tất cả tam muội cũng là tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ cũng có thể dịch ra. Những từ này đều do tôn trọng mà không dịch. Tam dịch là chánh, muội dịch là thọ. Tam muội là gì? Là hưởng thụ bình thường, cũng dịch là chánh định. Nói cách khác, hưởng thụ bình thường là định, là tâm thanh tịnh. Hỷ nộ ai lạc đều không bình thường. Vì sao vậy? Tâm động rồi. Chư Phật Như Lai, A-la-hán đắc chánh thọ, họ ở trong tất cả cảnh giới không động tâm, sẽ không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu nữa. Đây gọi là chánh thọ. Tiếng Phạn xưng nó là tam muội. Niệm Phật tam muội có thể đoạn trừ tất cả phiền não. Ngày nay chúng ta niệm Phật phiền não trừ chưa được. Vì sao vậy? Vì công phu chưa đủ. Câu danh hiệu Phật này chưa niệm thành thục. Công hiệu chưa niệm nó ra được. Như thế nào là công hiệu niệm ra được? Phiền não niệm mất rồi. Đây chính là niệm Phật tam muội. Ví dụ như thuận cảnh, thiện duyên, người sanh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ cũng là tâm trạng, cũng là quý vị khởi vọng niệm. Quý vị bị cảnh giới chuyển rồi, một câu A-di-đà Phật đè xuống, loại tâm hoan hỷ đó khôi phục bình thường. Gặp phải nghịch cảnh, gặp phải ác duyên, tâm sân nhuế khởi, tâm oán hận sanh khởi, đây đều là không bình thường. Nho gia dùng lễ để tiết chế, tâm trạng có thể phát tác, không nên quá đáng. Trong đó có phân lượng, chớ có vượt qua. Nho không ra khỏi lục đạo luân hồi, nên dùng điều này là được rồi. Phật phải siêu diệt lục đạo. Siêu diệt lục đạo thì dùng thứ này chưa được. Nhất định phải trừ diệt nó cho sạch sẽ. Cho nên một câu danh hiệu Phật công đức rất lớn. Cảnh giới bên ngoài tiếp xúc rồi, thất tình lục dục bên trong đó khởi lên, lập tức dùng câu Phật hiệu này đè nó xuống. Đây chính là công phu đem tinh thần của quý vị chuyên chú vào câu danh hiệu Phật. Quý vị sẽ không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu. Đây gọi là công phu. Đây là thật sự niệm Phật.
Niệm đến mức độ nào? Niệm đến cảnh giới bên ngoài có tiếp xúc cũng không bị quấy nhiễu, không niệm Phật cũng không bị quấy nhiễu, tâm bình tĩnh. Đây là gì? Đây gọi là niệm Phật tam muội. Quý vị đạt được rồi, không niệm Phật cũng là như vậy, niệm Phật cũng là như vậy, tất cả đều không bị bên ngoài quấy nhiễu. Phải luyện tập. Câu đầu tiên trong luận ngữ: học nhi thời tập chi. Tập chính là trong cuộc sống hàng ngày phải luyện tập. Nếu luyện công phu này, chúng ta tu học nhưng không biết luyện tập, cũng tức là nói trong cuộc sống hàng ngày câu danh hiệu Phật này không dùng đến, còn phải làm cho tâm trạng của chúng ta không ngừng phát tác. Mỗi ngày vẫn cứ sống trong thế gian thất tình lục dục. Đây là thế gian gì? Đây là thế gian luân hồi. Mỗi ngày thất tình lục dục lọt hướng ra bên ngoài, tâm này gọi là tâm luân hồi. Nghiệp mà do tâm luân hồi tạo ra đều là nghiệp luân hồi. Niệm Phật cũng là nghiệp luân hồi. Niệm Phật là thiện nghiệp trong luân hồi, đời sau được phước báo, không thể đoạn phiền não, không thể giải thoát. Điều này không thể không biết. Từ đó có thể biết tu hành chúng ta thực sự chỉ đang học Phật, không có tu hành. Tu là sửa cho chính. Tu sửa, hành là hành vi. Khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp, ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp, thân thể động tác là hành vi của thân nghiệp. Chúng ta ngày ngày học Phật, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đối lập với những thứ chúng ta đã học là hai việc khác nhau. Nó không phải cùng một sự việc. Đây là gì? Học mà không tập, học mà không tu. Tập được giảng trong luận ngữ và chữ tu trong nhà Phật nói có cùng một ý nghĩa. Chúng ta ngày ngày đang học mà không tu, những phiền não tập khí này chúng ta chưa tu sửa nó trở lại, lúc này công phu không đắc lực, không thể nói là công phu. Không có công phu, không dụng công làm gì có công phu. Học rồi thật sự làm, đó mới gọi là có công phu. Ví dụ như quý vị thật làm rồi, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trận, khởi tâm động niệm thật sự dùng câu A Di Đà Phật để trấn áp nó xuống. Lúc mới trấn áp như thế nào, nó lại khởi lên, dường như là không thể trấn áp được. Đây là điều quý vị đang làm. Không phải là không trấn áp được, công phu của quý vị vẫn chưa đắc lực. Sức mạnh của phiền não tập khí lớn hơn sức mạnh niệm Phật của quý vị. Quý vị không trấn áp được nó. Quý vị phải nỗ lực, chăm chỉ mà làm, ngày ngày đều làm. Thời thời khắc khắc, nhớ rồi lập tức làm. Ba năm 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 thì trong lúc niệm Phật một tiếng đồng hồ còn có 5-3 dòng tưởng, công phu dần dần đắc lực. Niệm Phật được 5-6 năm, đi vào niệm Phật đường được một cây hương, 1.5 tiếng đồng hồ, một giọng niệm cũng không có,
đó gọi là công phu đắc lực, vẫn chưa gọi là niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội là gì? Lúc không niệm Phật, trong cuộc sống hàng ngày, tất cả những cảnh giới bên ngoài quý vị nhìn thấy đều không khởi động tâm, không khởi tâm, không động niệm, đây là tam muội. Tam muội thành tựu rồi, giảng sanh sẽ thành tựu. Người được niệm Phật tam muội tùy thời đều có thể đi. Phật A Di Đà bất cứ lúc nào cũng đến đón tiếp quý vị. Ý niệm của quý vị chỉ vừa nghĩ Phật đến tiếp dẫn tôi, Phật liền đến. Không nên sợ cự ly mười vạn ức quải Phật. Ý niệm này của chúng ta vừa khởi, Phật đã biết được rồi. Phật vì sao đến tiếp dẫn quý vị? Bởi vì quý vị đối với thế giới này không mong cầu gì, không có ý niệm gì, Ngài liền đến ngay. Ngày nay chúng ta cầu Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn, vì sao không đến? Chúng ta đối với thế giới này còn có rất nhiều vướng bận, rất nhiều mà chưa buông bỏ được. Phật nếu như thật sự đến rồi chúng ta còn chưa muốn đi thì Phật cũng ngại. Cho nên Phật không đến, quý vị là giả, không phải thật. Thật thì Ngài sẽ đến thật. Quý vị là giả, Ngài sẽ không đến. Cảm ứng đạo giao không thì nghĩ bàn. Cho nên niệm Phật tam muội thật sự có thể trừ tất cả phiền não.